Rất vui được gặp lại với các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tải và chơi game trên thiết bị Android. Mình tải cái game FIFA mới nhất để test với các bạn. FIFA. Mình tải cái bản 2015. Something we all need. It's something we all use every day. It's comforting, adaptable to pretty much any situation. Whether you've just shed a tear. Đây mình sẽ tải FIFA 2016 này về chạy thử với các bạn nha. Đây này mình sẽ tiến hành cài đặt này. Have you guessed what it is yet? Have you? Tiếp tục này. Mình sẽ tải xuống bộ nhớ máy. Mình đang tải, các bạn chờ một tí, chờ khoảng các bạn chờ khoảng 3 phút nhé. Nó sẽ tải xuống cái thiết bị của Android mình nhanh thôi. Đây là cấu hình máy chơi nó khá ổn. Goodbye. Chào mừng các bạn đến với kênh Trang Tặng Những Con. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một quả clip như thế này. Đấy, các bạn nó sẽ sắp hoàn thành rồi. Các bạn chờ một tí. Bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem thử. Mình sẽ tắt điện đi nhé. Treo. Treo mà.
ta có những thiết bị di động như ở đây có thẻ nhớ này, USB. Trước đây thì khi mà những cái thẻ lây lan qua USB rất là nhanh, và sau khi quét virus xong thì chúng ta sẽ chạy chương trình để test xem chiếc USB này có tốc độ động như ra sao. Vậy bây giờ tôi sẽ dùng phần với một bộ máy tính đang chơi game thì chúng ta không thể thiếu được một sản phẩm quan trọng, đó là chính cảm hóa máy tính. Và như cũng chỉ ra ở đây tôi muốn trao đổi là chính có chủ đề chính là chính cảm hóa máy tính ngày nay sẽ là một tiêu điểm quan trọng cho bộ máy tính là cảm hóa chơi game rất tốt thành công. Thì với các những game online như là game điện thoại hay game Dota 2 thì cảm hóa với bạn rất đơn giản, bạn chỉ cần chọn một số sản phẩm tương đương như là tuổi đề với 50 đã đang có chính sản thị trường khoảng giá tầm 1.600.000. Về tuổi 50 thì tuổi game online thì sẽ là lựa chọn rất là tốt, phù hợp. Bởi vì thực ra tại nhiều các quán game nhé hay các dùng bình thường phổ thông ở tại nhà thì tuổi 50 đã được hầu hết các game online là như lưu điện thoại hay Dota 2. Bản thân về sản phẩm sử dụng kiến trúc mới là Blackwell của NVIDIA thì khả năng xử lý và rất tốt. Nhưng lưu ý sản phẩm GT 750 tại thị trường Việt Nam đã có hai loại sản phẩm, đó là sản phẩm GT 750 Lama và GT 750 GD 55. Bộ nhớ và trong bộ nhớ RAM của dòng 55 cũng ít lại nó đem lại hiệu quả cao rất nhiều. Ok, nó đang cài đặt này. Rồi, sau đó các bạn mở này, nó cài đặt xong, tiến hành mở này. Ok này, nó đang rát này, các bạn chờ một tí. Continue. Tab tiến hành rất đẹp, giao diện là FIFA 2016 rất tuyệt vời. Chọn next, clear do club có một nền giao diện quá tuyệt vời. Đang loát, các bạn chờ một tí. Thì hiện tại mình đang chạy trên cái Sky này, dòng này nó chạy cũng ok, rất tuyệt vời. Các bạn có thể tải cái ứng dụng này trên CH Play nha, hoặc là các bạn có thể tải các bản mod của nó, nhiều bản lắm các bạn, nó có nhiều bản mod hay. Được rồi, mình sẽ tiến hành một trận đấu nha. Tiến hành bấm cái phím là bên này để tiến hành đi chạy này. Cái này quay phải quay trái, cái này sút này. Chính xác.
cắm của mấy cưa cho hết luôn rồi. Chả còn lần nhiều. Chuyền này. Quá tuyệt vời các bạn.